Nhà sư Thích Tâm Phúc chơi lớn, tậu xe sang Mercedes GLC 300. Mới đây mạng xã hội xôn xao khi nhà sư Nguyễn Minh Phúc nhận bán giao chiếc xe SUV Mercedes-Benz GLC 300 2022 mua chính hãng. Nhiều thông tin đoán rằng chiếc xe này được ông Phúc đặt mua từ hơn một tháng trước, từ showroom của Mr. Xuân Hoàn. Nhà sư Nguyễn Minh Phúc chi khoảng 2,6 tỷ đồng để sở hữu xe. Chiếc Mercedes-Benz GLC ông Phúc vừa mới mua thuộc phiên bản GLC 300 Formatic, bản cao cấp nhất của dòng xe này tại Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2022, Mercedes Việt Nam đã tung ra hai phiên bản nâng cấp cho mẫu GLC 300 gồm GLC 300 Formatic và GLC 300 Formatic Coupe. Đến mùng 1 tháng 1 năm 2023, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức công bố mức giá niêm yết cho hàng loạt mẫu xe, trong đó có GLC 300. Bước sang năm 2023, giá bán xe Mercedes-Benz GLC 300 tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 31 triệu đồng cho biến thể Formatic. Với việc tăng giá, hãng cũng bổ sung thêm loạt trang bị như tính năng đá cốp, vô lăng D-Cut, nội thất ghế màu nâu thay cho màu be, gia tăng vẻ sang trọng, thể thao và tiện ích cho xe. Trước đó, ông Nguyễn Minh Phúc từng gây xôn xao mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc, khiến nhiều người dùng mạng xã hội phẫn nộ. Theo đó, ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983 tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến 2010, theo học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn. Tại đây, đương sự Phúc chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Năm 2010, đương sự Phúc trở về địa phương tự lập chùa và tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời làm việc và xử lý hành chính, yêu cầu gỡ bỏ bảng hiệu không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tuy nhiên, đương sự Phúc vẫn tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, ngụy trang dưới hình thức các công ty, doanh nghiệp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát, sau đó thu hồi giấy phép của các công ty này. Năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra phát hiện tại nhà đương sự Phúc có huân chương, bằng khen, con dấu có tiếng nước ngoài. Qua giám định, cơ quan chức năng xác nhận các vật này là giả. Công an huyện Củ Chi đã tiến hành thu hồi và xử lý hành chính. Vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện đương sự Phúc có mặt tại một cơ sở giải trí Love Garden, quận Gò Vấp, test nhanh ma túy toàn bộ khách hàng tại đây thì không phát hiện Nguyễn Minh Phúc có sử dụng chất kích thích nên đã được ra về. Lợi dụng đương sự Phúc mặc trang phục có hình thức giống người tu hành, một số YouTuber, TikToker đã chụp hình, quay clip đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhằm câu like, câu view, tạo dư luận xấu trong xã hội và tăng ni Phật tử cả nước. Hiện nay, lợi dụng tính cách, lối sống của Nguyễn Minh Phúc, một số đối tượng dùng mạng xã hội thường xuyên xúi dục đương sự phát ngôn hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo để thu hút người xem. Các thông tin này đã gây dư luận xấu trong cộng đồng, ảnh hưởng uy tín hình ảnh của Phật giáo. Thời gian tới, căn cứ tính chất, mức độ, mục đích hành vi, hậu quả của các hành vi vi phạm, Công an thành phố sẽ tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.